là thánh vô lậu, được tóm thâu trong thánh đạo xuất thế gian, đầy đủ giới này mới có thể khéo thọ trì giới, thiết lập đắc giới đúng pháp, giới luật nghi, giới hữu biểu, giới vô biểu, giới hiện hành, giới chẳng hiện hành, giới oai nghi, giới phi oai nghi. Tuy đầy đủ các giới như thế, nhưng đối với các giới này, Đại Bồ Tát không còn chấp trước, không nghĩ như vậy. Ta nhờ giữ giới này sẽ được sanh vào dòng đại tộc sát đế lợi cho đến đại tộc cư sĩ, được giàu sang tự tại, lại không nghĩ như vậy. Ta nhờ giữ giới này sẽ sanh làm tiểu vương, hoặc làm đại vương, luân vương, hoặc làm phụ tướng, được giàu sang tự tại, lại không nghĩ ta nhờ giữ giới này sẽ được sanh trong cõi trời tứ đại thiên vương, cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, được giàu sang tự tại, lại không nghĩ ta nhờ giữ giới này sẽ được chứng quả dự lưu, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì các pháp như vậy đều đồng một tướng gọi là vô tướng, pháp vô trụ không đắc vô tướng, pháp hữu tướng không đắc hữu tướng, pháp vô tướng không đắc hữu tướng, pháp hữu tướng chẳng đắc vô tướng, do nhân duyên này đều vô sở đắc. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát, hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, mau chứng đắc vô tướng tịnh giới ba la mật đa, đã viên mãn vô tướng tịnh giới ba la mật đa, nên mau nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, đã nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, nên chứng được vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, đã chứng được vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, nên tu hành trí đạo tướng, thẳng đến trí nhất thiết tướng, được kết quả dị thục, phát sanh năm phép thần thông thù thắng, lại được 500 pháp môn Đà La Ni, cũng được 500 pháp môn Tam Ma Địa. Ở địa vị này phát sanh bốn sự hiểu biết thông suốt, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Đại Bồ Tát này vì sự hóa độ cho hữu tình, nên tuy lưu truyền trong các đường sanh tử nhưng không hề bị tội lỗi kia làm ô nhiễm. Như người huyễn hóa tuy hiện các việc đi đứng nằm ngồi nhưng thật sự không có các nghiệp qua lại vân vân. Tuy hiện ra các thứ lợi ích an vui cho loài hữu tình, nhưng đối với các hữu tình và sự hoạt động của họ đều vô sở đắc. Vì như có đức Như Lai ứng chánh đẳng giác tên là Tô Phiến Đa, được bồ đề rồi vận chuyển pháp luân vi diệu, độ vô lượng chúng, làm cho thoát khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn. Khi ấy không có loài hữu tình nào dám nhận sự thọ ký của Phật, tiền làm hóa Phật ở đời lâu dài, tự xả bỏ thọ mạng, nhập vào niết bàn. Thân hóa Phật ấy trụ một kiếp rồi, thọ ký cho một vị Bồ Tát, sau đó thị hiện vào vô dư niết bàn. Thân hóa Phật kia tuy đã làm các việc lợi ích cho các hữu tình nhưng đều vô sở đắc, nghĩa là chẳng đắc sắc thọ tưởng hành thức, cho đến chẳng đắc tất cả pháp hữu lậu vô lậu vân vân và các hữu tình. Các đại Bồ Tát này cũng lại như vậy, tuy tạo tác mà vô sở đắc. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, viên mãn tịnh giới ba la mật đa, do tịnh giới ba la mật đa được viên mãn nên mới tóm thâu được tất cả Phật pháp, nhờ đó chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi ích an vui cho các hữu tình cho đến đời vị lai. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ trong năm thủ uẩn như mộng, như tiếng vang, như bóng, như ảnh trong gương, như quảng nắng, như huyễn, như hóa, như thành tầm gương, viên mãn an nhẫn ba la mật đa, đại Bồ Tát này như thật biết rõ năm thủ uẩn này, như mộng cho đến như thành tầm gương, tiền viên mãn vô tướng an nhẫn ba la mật đa. Này thiện hiện, vì sao đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật biết rõ năm thủ uẩn như mộng cho đến như thành tầm gương, tiền viên mãn vô tướng an nhẫn ba la mật đa? Thiện hiện, đại Bồ Tát này như thật biết rõ năm thủ uẩn không thật tướng, nên tu hai thứ nhẫn liền viên mãn vô tướng an nhẫn ba la mật đa. Thế nào là hai? Một là an thọ nhẫn, hai là quán sát nhẫn. An thọ nhẫn nghĩa là các đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi an tọa nơi tòa bồ đề vi diệu, trong thời gian ấy giả sử có các loài hữu tình đều đến quả mắng dùng dao gậy làm hại, khi Bồ Tát hành an nhẫn ba la mật đa cho đến không sanh tâm niệm giận hờn, cũng lại không sanh tâm niệm trả thù. Đại Bồ Tát chỉ nghĩ các hữu tình kia rất đáng thương xót, phiền não dẫy đầy nơi tâm chẳng được tự tại, cho nên mới phát sanh ác nghiệp với ta như vậy.
nay ta không nên giận ghét họ. Lại nghĩ, bởi ta gây tạo các uẩn oan gia nên các hữu tình ấy phát sanh ác nghiệp với ta như vậy, chỉ tự trách mình không nên hờn giận người. Khi Bồ Tát này quan sát kỹ như vậy, đối với các loại hữu tình sanh tâm thương xót, những loại như vậy gọi là an thọ nhẫn. Quán sát nhẫn là Đại Bồ Tát suy nghĩ các hành như huyễn hư dối chẳng thật, chẳng được tự tại, cũng như hư không, vô ngã, cho đến người biết người thấy chỉ là hư vọng, do phân biệt khởi ra, tất cả đều là tự tâm hiện ra, ai của trách ta, ai làm hại ta, ai bị của trách, bị làm hại, đều là do tâm hư vọng phân biệt. Nay ta không nên sanh tâm chấp trước, các pháp như vậy do tự tánh không, thắng nghĩa không, nên đều vô sở hữu. Khi Đại Bồ Tát quan sát kỹ như vậy, như thật biết rõ các hành trống không, vắng lặng, đối với tất cả pháp không sanh niệm tưởng nào khác, những bạn như vậy gọi là quan sát nhẫn. Đại Bồ Tát này tu học hai thứ nhẫn như vậy nên mới có thể viên mãn vô tướng an nhẫn ba la mật đa, nhờ đó nên chứng được vô sanh pháp nhẫn. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô sanh pháp nhẫn là như thế nào? Thế nào là đạo? Thế nào là trí? Phật dạy: Này thiện hiện, do thế lực này nên có chút phần pháp ác bất thiện, nên không phát sanh được, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Nó làm cho tất cả phiền não ngã và ngã sở mạng vân vân hoàn toàn vắng lặng. Như vậy nhân thọ các hành như mộng, nói rộng cho đến như thành tầm hương, nhẫn đây gọi là trí. Chứng được trí này mới gọi là đắc được vô sanh pháp nhẫn. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vô sanh pháp nhẫn của Thanh Văn Độc Giác cùng với vô sanh pháp nhẫn của các hàng Bồ Tát có khác nhau không? Phật dạy: Này thiện hiện, những bậc dự lưu cho đến độc giác hoặc trí hoặc đoạn cũng gọi là nhẫn của Đại Bồ Tát. Lại có nhẫn của Đại Bồ Tát là pháp hoàn toàn chẳng sanh, đó là khác nhau. Thiện hiện nên biết các Đại Bồ Tát thành tựu nhẫn thủ thắng như vậy nên vượt qua tất cả hàng Thanh Văn Độc Giác. Các Đại Bồ Tát an trụ trong nhẫn dị thục mà hành đạo Bồ Tát nên viên mãn trí đạo tướng. Thành tựu trí đạo tướng như vậy thường không xa lìa bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo, cũng không xa lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, cũng không xa lìa dị thục thần thông. Do không xa lìa dị thục thần thông nên từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Làm những việc này rồi mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, mau được viên mãn vô tướng an nhẫn ba la mật đa. Do an nhẫn ba la mật đa này được viên mãn, nên mới viên mãn tất cả Phật Pháp. Nhờ đó chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi gan vui cho hữu tình, cho đến đời vị lai. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ trong năm thủ uẩn như mộng, như tiếng vang, như bóng, như ảnh trong gương, như quảng nắng, như huyễn, như hóa, như thành tầm hương, như thật biết rõ năm thủ uẩn như mộng cho đến như thành tầm hương, không thật tướng rồi, phát tâm rõ mãnh, thân tinh tấn nên nhanh chóng phát sanh, thần thông thủ thắng, có thể đến được các thế giới của chư Phật các mười phương, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, trồng các căn lành với chư Phật, làm lợi ích an vui cho các loài hữu tình, thường hay trang nghiêm thanh tịnh các cõi Phật. Đại Bồ Tát này do thân tinh tấn, thành thục hữu tình, đem pháp tam thừa làm phương tiện giáo hóa. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật